Chỉ còn khoảng một tháng nữa, King Cup 2019 sẽ chính thức diễn ra. Sức hút của giải đấu năm nay được đánh giá là lớn gấp nhiều lần so với những lần trước khi người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận siêu kinh điển Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Với tư cách là nước chủ nhà, mục tiêu của đội tuyển Thái Lan không gì khác ngoài chiếc cúp vô địch. Không những vậy, sau một thời gian tương đối dài phải chịu lép vế trước Việt Nam, người Thái cũng đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội để phần nào khẳng định lại vị thế của nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan rõ ràng là một đội bóng mạnh. Họ sở hữu những ưu điểm nổi trội có thể giúp đội bóng này chạm tay vào chức vô địch King Cup. Và hãy cùng chúng tôi phân tích xem điểm mạnh và điểm yếu của Thái Lan là như thế nào và Việt Nam có thể khai thác được những gì ở trận đấu đó. Đội tuyển Thái Lan bước vào King Cup 2019 lần này với một đội hình cực kỳ chất lượng. Khác với đội tuyển Việt Nam, thứ bóng đá mà Thái Lan đang theo đuổi tương đối hiện đại và mang nhiều nét tương đồng với câu lạc bộ Tottenham Hotspur, đội bóng đã đi vào đến chung kết Champions League ở mùa giải này. Thái Lan chơi bóng nhanh, không rườm rà trong những pha phối hợp hoặc xử lý bóng. Họ tổ chức phòng ngự và tấn công đều đơn giản và không quá quyết liệt. Tại Asian Cup 2019, sau tổng cộng 4 trận đấu, Thái Lan đã ghi được 3 bàn thắng. Tất cả đều đến từ những pha phối hợp tấn công đơn giản hay những tình huống cố định. Họ không tổ chức tấn công quá dồn dập, nhưng hiệu quả là điều mà Thái Lan vẫn có được. Không thể không nhắc đến tiền đạo Arisak Grayson, người từng ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2018. Cầu thủ này là tiền đạo toàn diện nhất mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu, với khả năng dứt điểm đa dạng, từ đánh đầu, chọn vị trí, chớp thời cơ, dứt điểm bằng chân không thuận. Tất cả các kỹ năng của một tiền đạo đều được hội tụ đầy đủ. Thứ hai, Thái Lan có hàng phòng ngự xuất sắc. Nhắc tới Thái Lan, các cổ động viên thường nghĩ đến một đội bóng có sức tấn công mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đó đã là hình ảnh của đội tuyển Thái Lan trong quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, hàng phòng ngự mới là điểm tựa lớn nhất của đội bóng này. Trong cuộc đối đầu với Bahrain và UAE tại Asian Cup 2019, hai trận đấu có tính chất quyết định đi tiếp của Thái Lan, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với chỉ một bàn thắng trong mỗi trận đấu. Không thể phủ nhận hàng phòng ngự của Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn. Thái Lan cho thấy họ không chỉ hay khi là đội bóng áp đặt lối chơi mà còn rất lợi hại khi thi đấu rình rập. Thứ ba là cái tên Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh Messi Thái là mối nguy hiểm lớn nhất với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Chanathip được giới chuyên môn nhận định là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng ở thời điểm hiện tại. Những thành tích mà Chanathip mang về cho bóng đá Thái Lan có thể kể đến như giúp Olympic Thái Lan vào bán kết ASEAN 2014, giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2013 và 2015, cũng như đưa đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Nếu quang hải quan trọng với đội tuyển Việt Nam như thế nào, thì tầm ảnh hưởng của Chanathip với đội tuyển Thái Lan cũng y như vậy. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt, có tốc độ và nhãn quan chiến thuật, cũng như có độ quái trong lối chơi. Minh chứng rõ ràng nhất đó là sức mạnh của Thái Lan khi có và không có Chanathip là khác hẳn nhau. Tại AFF Cup 2018, Thái Lan thi đấu rời rạc và thiếu gắn kết. Họ phải nhận trận thua trước Malaysia và lỡ hẹn đối đầu với Việt Nam tại chung kết. Trong khi đó, khi Chanathip cùng đội tuyển Thái Lan tham dự Asian Cup 2019, họ trở thành một kẻ địch đáng gờm và đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng. Rõ ràng những trung vệ đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng phải đặc biệt lưu ý đến Chanathip. Cầu thủ có tố chất ngôi sao và khả năng xoay chuyển cục diện chiến đấu. Bên cạnh những ưu điểm, Thái Lan vẫn có những nhược điểm mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác. Đầu tiên, Thái Lan rất khó đá khi gặp đối thủ thi đấu pressing. Tất cả những nhược điểm lớn nhất của đội tuyển Thái Lan đã được phơi bày trong trận thua 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019. Họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát rát và giàu thể lực của các cầu thủ Ấn Độ. Kể cả Chanathip Songkrasin khi đó đang ở phong độ cao cũng không thể hoàn thành vai trò kết nối các vệ tinh xung quanh. Đó không phải là lần đầu tiên Thái Lan gặp khó khăn trước các đội bóng chơi pressing. Trước đó tại AFF Cup 2018, Thái Lan cũng gục ngã trước Malaysia với lối chơi tương tự. Thứ hai là khả năng chống bóng bổng không tốt. Thái Lan đã bị loại khỏi Asian Cup 2019 bởi Trung Quốc bằng 2 bàn thua, mà cả hai tình huống ấy đều là những tình huống bóng bổng. Hàng phòng ngự của họ tỏ ra lép vế hoàn toàn khi tranh chấp trên không với các tiền đạo của Trung Quốc, mặc dù thể hình của đối thủ chỉ ở mức tương đồng. Các trung vệ Thái Lan tỏ ra yếu kém trong khả năng bật nhảy tranh chấp và đặc biệt là chọn điểm rơi của trái bóng. Trung Quốc không tấn công nhiều, nhưng chỉ với 2 pha tạt bóng đơn giản, họ đã có được tấm vé để bước tiếp vào vòng tứ kết và tiễn đội tuyển Thái Lan về nước.
Thứ ba là sự tự tin thái quá của người Thái. Thái Lan có truyền thống tự tin khi bước vào mỗi trận đấu của họ. Tuy nhiên ranh giới giữa sự tự tin thái quá là rất mong manh và chính Thái Lan đã phải trả giá cho điều đó. Trước khi Asian Cup 2019 diễn ra, Thái Lan tuyên bố đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng với cả 3 trận toàn thắng. Nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn không như dự kiến của họ. Ngay trận ra quân, Thái Lan phơi áo trước Ấn Độ với tỷ số 1-4. Ấn Độ là đội bóng xếp thứ 97 trên bảng xếp hạng của FIFA khi đó và cao hơn rất nhiều so với Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chùa vàng lại đánh giá quá thấp đối thủ và tự tin áp đặt lối chơi tấn công với không có một tiền vệ phòng ngự nào trong đội hình. Hậu quả thì ai cũng đã rõ. Trước khi King Cup 2019 khởi tranh cũng vậy, đội tuyển Thái Lan nói rằng họ sẽ đánh bại Việt Nam để khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Có vẻ như họ vẫn chưa quên được bài học ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi U23 Thái Lan với khí thế bừng bừng đã dễ dàng gục ngã trước U23 Việt Nam không quá nổi bật trước đó. Tất cả đều bắt nguồn từ nguyên nhân đánh giá sai đối thủ. Để đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là một điều dễ dàng. Nếu tiếp tục có những nhận định sai về đối thủ, chắc chắn đội tuyển Thái Lan sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cho dù có tính chất của một giải giao hữu, nhưng King Cup vẫn là một giải đấu chính thức của FIFA và kết quả của các trận đấu sẽ có ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội bóng tham dự trên bảng xếp hạng FIFA. Xa hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. King Cup sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8 tháng 6 tại Buriram. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 6, sau đó sẽ lập tức bay sang Thái Lan để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Hai cầu thủ thi đấu ở Thái lịch là Văn Lâm và Xuân Trường sẽ hội quân cùng các đồng đội ngay tại Thái Lan.